Review kẻ ăn hồn, bước tiến trong thể loại kinh dị tâm linh Việt Nam. Những phân đoạn hù dọa, kinh dị khiến khán giả rùng mình. Nhưng dòng máu thuần âm của con có thể phá vỡ những quy luật đó. Giàng Sao Trẻ còn nhiều ưu điểm về diễn xuất, các cây đa cây đề màn ảnh gánh còng lưng. Tác phẩm kinh dị mới nhất của Trần Hữu Tấn, Hoàng Quân kích thích sự tò mò của khán giả khi bộ đôi đã có sự lên tay thấy rõ trong khâu giàn dựng và biên kịch. Đứa con tinh thần của đạo diễn Trần Hữu Tấn khai thác những gì xảy ra tầm vài chục năm trước câu chuyện Tết ở làng địa ngục. Phim bắt đầu khi đám cưới của cậu Sang, Gia Huy và Phong, Hoàng Hà diễn ra. Trong đám cưới, Phong thấp thoáng thấy bóng dáng của một người phụ nữ áo đỏ nhưng không ai tin cô. Ngay sau đó, hàng loạt vụ án bí hiểm liên tiếp diễn ra. Những người ra đi không lành lặn được đặt cạnh các rối như mô phỏng khiến cả làng hoang mang, sợ hãi. Ngay từ những phút đầu tiên, kẻ ăn hồn ghi điểm khi làm tốt vai trò hù dọa nhờ bối cảnh âm u, tăm tối với bóng ma cô gái áo đỏ. Phim đánh vào tâm lý khán giả khá tốt nhờ cốt truyện chặt chẽ, gọn gàng. Từng vụ án nối tiếp nhau và hé lộ nhiều sự thật đáng sợ. Nhiều quy luật tâm linh quen thuộc của người Á Đông được áp dụng. Cảnh tượng miêu tả dân làng bị đổ mồ hôi máu, đàn đom đóm cầu hồn và sự khác lạ khi về đêm của Phong mang đến những cú plot twist khó đoán. Tình thân, yếu tố không thể thiếu trong phim kinh dị Việt cũng nhiều lần được nhấn mạnh trong kẻ ăn hồn. Nỗi đau mất con của bà Tam, nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân và ông Dần, nghệ sĩ Nguyễn Hữu Tiến khiến người xem xúc động. Sau đó, họ hóa điên, làm khổ chính mình và cũng khiến những người xung quanh sợ hãi. Về phần hình ảnh, các đoạn phim nặng tâm linh được nhấn mạnh bằng tông màu đỏ với chi tiết được vận dụng nhiều lần đúng lúc, đúng chỗ. Người xem có thể cảm nhận được sự biến đổi của từng nhân vật khi thế lực tà ác đang lẩn khuất, rình rập đâu đó. Phim vẫn sử dụng chiêu trò hù dọa quen thuộc, có thể đoán trước. Người xem không khó nhận ra sự tương đồng ở thủ pháp giàn dựng để hù dọa, từng xuất hiện trong Tết ở làng địa ngục, như những bài vè được lũ trẻ con đọc ám chỉ đến chuỗi vụ án, tình tiết Phong nghe ai đó gọi tên mình hàng đêm hay hình tượng bà lái đò chờ vong. Có một chút đáng tiếc khi kẻ ăn hồn chuyển cảnh đột ngột, khi muốn giải thích nội tâm nhân vật cũng như các sự kiện, chúng nên được tiết chế lại thay vì lạm dụng nhiều lần, làm giảm đi tính bất ngờ. Vì thế, những phân cảnh ấy cũng không tạo ra cảm giác ám ảnh, mà chủ yếu chỉ gây ấn tượng nhờ hiệu ứng âm thanh. Ngoài ra, tạo hình và màn hóa trang của dàn diễn viên chính lẫn phụ khá ổn, gây được sự ghê rợn cho người xem qua màn ảnh rộng. Về mặt diễn xuất, Hoàng Hà là điểm sáng với nhiều phân đoạn tâm lý nặng đô. Cô khắc họa được sự trong sáng lẫn bí hiểm cùng tồn tại song song trong một người thuần âm như Phong. Tuy nhiên, bạn diễn cặp của Hoàng Hà là Gia Huy lại diễn chưa tới trong nhiều cảnh đòi hỏi bùng nổ, thoại rất né. Chemistry của cả hai cũng không thực sự ăn ý, dù là khi họ là vợ chồng cho đến khi nhìn thấu chân tướng của nhau, Hoàng Hà và Gia Huy đều rất thiếu sự ăn khớp. Lan Phương như mọi lần, cô không khiến khán giả thất vọng bằng lối diễn nội lực, mỗi lần nhập vai là như lên đồng. Trong khi đó, Huỳnh Thanh Trực có quá ít đất diễn và khiến người xem khó chịu với đài từ khá kém. Anh chàng như bê nguyên si các vai cũ trong Rừng Thế Mạng hay Chuyện Ma Gần Nhà vào kẻ ăn hồn. Các diễn viên gạo cội khác như nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân, nghệ sĩ ưu tú Viết Liên thực sự đóng vai trò như bảo chứng cho bộ phim kinh dị này. Họ diễn rất tròn vai, gánh được nhiều đoạn khó. Tự chung lại, kẻ ăn hồn một tác phẩm chỉnh chu và có chất lượng ổn. Ekip đã có những cố gắng và tiến bộ khâu biên kịch lẫn các kỹ thuật dàn dựng nhằm tạo ra một bộ phim kinh dị, tâm linh đặc sắc trong làng phim Việt.